Thank you.
Trời ơi. Cơm đi đâu rồi Bi? Cơm bà đâu rồi? Hả? Bật cơm mà, cơm của Bi đây đâu rồi? Hử? Rồi, bật ăn đây rồi. Ăn hết cơm rồi. Bao nhiêu là cơm thì ba lấy cái cục sữa này nhá. Đây nho nè, từ từ nào. Trời ơi. Nào, từ từ đã. Từ từ. Bé nó còn nho để ba lau miệng cho nó. Ăn nho đi. Nha, để ba lấy khăn nhá. À, lấy khăn. Ăn nhanh để ba lau miệng nhá. Tay kìa. Bibi lại đâu cái chơi đi nhá. Vãi nhá.